Đây, biển, bãi biển đang tắm nha. À, mọi người tắm không? À. Đấy, thấy không, biển quá đẹp luôn. Cái xuống biển là phải đi ra biển tham quan này. Đấy, mọi người thấy không, đẹp không? Đẹp chứ, đất nước Việt Nam mình nhiều chỗ đẹp chứ, đâu có chuyện. Đẹp chứ. Cái nơi một cái đẹp tự nhiên của nó. Thổi chưa? Chiêm ngưỡng cảnh đẹp của biển. Con tàu to, cái toàn chở container đấy. Tối mang về đưa lên tivi hơi đẹp đấy. À. Đúng không? Tuyệt vời luôn. Rồi. Các bạn ạ, thấy hay thì nhớ là ủng hộ nhá. Cảm ơn.